Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C. Có thể nói đây là một chiếc xe siêu lướt quý bạn nhé, mới lăn bánh được có 1.4 km thôi quý bạn ạ. Đó chính là chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0. Premium là cái phiên bản đủ hết rồi quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2020, đăng ký cuối năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới lăn bánh được đúng 1.4 km, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và lịch hẹn nhắc bảo dưỡng còn đang là 1.5 vạn, bây giờ đang là 1.4 vạn quý bạn nhé. Và với 1.4 km thì chiếc xe này còn nguyên bản từ dàn lốp này, lớp sơ cua chưa hạ. Chiếc xe này chúng tôi mua về là chúng tôi cũng chưa có dọn rửa gì nhá. Đem lên là tôi quay chụp giới thiệu luôn cho quý bạn. Sau đó chiều nay tôi bắt đầu đi tôi dọn về máy, về nội thất. Còn tôi chỉ rửa qua bên ngoài để chụp bức ảnh, quay cái video lên cho nó đẹp mắt một chút. Còn lại là chắc chắn với quý vị và các bạn một điều là quý vị và các bạn đến salon chúng tôi để xem chiếc xe thì nó sẽ đẹp hơn là ở cái ảnh và cái video này ạ. Vì buổi chiều nay tôi quay xong tôi mới về, tôi bắt đầu tôi đi dọn. Và ở cái phiên bản 2.0 Premium này thì Kia cũng đã trang bị full option cho chiếc Cerato 2.0 này ạ. Từ đèn pha bi xenon này, đèn led ban ngày này, đèn gầm cũng là đèn bi này, cảm biến trước sau này, cửa nóc này, ghế da và ghế chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng độc lập, camera lùi, cảm biến thì quanh xe rồi nhá, màn hình thông minh, giải trí thông tin đa phương tiện rồi quý bạn ạ. Và thưa với quý vị bạn, ở cái phiên bản Premium này thì nó là đầy đủ hết rồi, phiên bản cao nhất của Cerato rồi quý bạn nhá. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 655 triệu đồng quý bạn nhá. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% quý vị và các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Là 0905 608 883 được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium sản xuất cuối năm 2020 nè. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium sản xuất cuối năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và lăn bánh được 1.4 km này rồi quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất hay là còn về cái nước sơn bên ngoài quý bạn nhé. Và chiếc xe này là cũng mới chỉ siêu lướt thôi quý bạn ạ, mới lăn bánh được có 1.4 km cho nên là sơn zin nguyên bản theo xe còn rất là nhiều đây quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Và cái màu này nó là cái màu xanh đen quý bạn nhé. Nhìn từ xa thì cứ tưởng là màu đen nhưng lại gần nó lại là màu xanh đen đấy ạ. Màu này thì nó lại là cái màu trung tính, hợp với tất cả các lứa tuổi, kể cả thanh niên đi cũng đẹp mà những người trung tuổi đi cũng đẹp quý vị và bạn nhé. Đấy, về cái phần bên ngoài tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là tôi mới mua về được cái là tôi đem ra đây tôi quay, tôi chỉ cần rửa qua bên ngoài 50.000 là tôi đã rửa qua được cái vỏ và tôi đem ra đây tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem rồi. Chứ còn về những cái phần sơn chi dọn dẹp hay đánh bóng là tôi sẽ làm sau, cái việc đó tôi sẽ cân nhắc làm sau. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì tôi sẽ xem lại là xem cái gì là cần phải dọn, ví dụ như dọn máy hay dọn nội thất hay làm cái gì là tôi sẽ dọn sau ạ. Đấy, và chắc chắn với quý vị và các bạn một điều, nếu như quý vị và bạn xem video, xem ảnh của tôi chụp sau đó đến cửa hàng xem lại những chiếc xe đó thì gần như là những chiếc xe sẽ đẹp hơn. Tại vì lúc đấy là tôi mới bắt đầu đi làm, tôi sẽ chụp ảnh, tôi quay video trước, còn lại là tôi sẽ làm dọn dẹp sau ạ. Đấy, rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Nhìn quanh một vòng quanh xe là cũng không thấy có những cái vết xước gì to đâu, chỉ có những cái vết xước nhỏ nhẹ như này thôi này. Đấy, phải nhìn thật tinh vào thì mới thấy được là những cái vết xước nhỏ nhẹ như này đây quý vị và bạn này. Nhìn thật tinh vào mới thấy những cái vết này thì chắc chắn một điều là không phải làm rồi.
không phải sơn đâu, chỉ có dọn dẹp thì dọn thôi. Đấy, những cái vết này là vết xước rất là nhỏ nhé, đánh bóng là hết. Nhưng mà chúng tôi cũng chưa có đánh bóng, chưa có dọn dẹp gì cả. Đấy, phải nhìn tinh thì mới thấy được có một vài điểm là vết xước nhỏ thôi. Nhìn thật sát vào mới thấy ạ. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Nước sơn zin nguyên bản của xe còn nhiều luôn đấy ạ. Phải đến 95% là sơn zin nguyên bản của xe đấy quý bạn nha. Đấy, rất là đẹp này, rất là mới, rất là bóng. Nhìn về cái phần đầu này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì. Nói chung là chưa có xước sát nhỏ, chứ đừng nói gì đến cái việc đâm đụng hay là va chạm quý vị bạn nhé. Và ở cái phần đầu này thì quý vị các bạn thấy này, với thiết kế của Kia dành cho chiếc Cerato phiên bản Premium 2.0 này quý vị bạn nhé, rất là đẹp này, từ đèn LED này cho đến đèn gầm cũng là đèn bi này, xi nhan riêng biệt này. Và ở đằng trước này đã được trang bị cả cảm biến lùi trước này quý bạn này, cảm biến trước này. Đấy, có cả cảm biến trước, đây là những cái mắt cảm biến trước của xe các bạn nhé. Cảm biến trước sau hay còn gọi là cảm biến quanh xe, từ cụm đèn xi nhan này, cho đến những cái cụm đèn gầm này. Đấy, cụm đèn gầm này hơi bẩn một chút thôi các bạn nhé, bẩn thôi. Đấy, đèn pha này mới tinh quý bạn ạ, chiếc xe này mới chạy có hơn vạn thôi, cho nên là gần như là tất cả các chi tiết còn rất là mới này, từ mặt ca lăng đấy, cho đến lưới tản nhiệt bên dưới này, đấy phần nhựa đều mới tinh quý vị bạn nhé. Đấy, một chiếc xe siêu lướt thì nó mới, nó đẹp như vậy đấy ạ. Đèn pha, bi xenon đông, đèn LED ban ngày hay gọi là đèn daylight đấy ạ. Đấy, gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương, quý vị bạn nhé. Gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Và nhìn về cái đằng sau này thì bên trên là đã được trang bị là đuôi gió này. Bên trên này có đuôi gió này, phía bên dưới là đèn hậu này. Cụm đèn hậu này cũng là cái cụm đèn full LED quý bạn nhé. Để toàn ánh sáng này là đèn LED này, được nối liền từ đèn hậu bên trái bên phải qua một cái thanh này, rất là đẹp này quý bạn này. Nhìn về ban đêm với những chiếc xe này, đèn này rất là đẹp quý bạn nhé. Đấy, cụm đèn hậu full LED này là ở cái phiên bản Premium đây quý bạn nhé. Cerato 2.0 Premium. Đấy, camera lùi này, phía trên là có camera lùi này, bên dưới là có cảm biến lùi này, cảm biến lùi. Đấy. Và ở cái phiên bản 2.0 này thì Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato này là hai ống bô quý bạn nhé, nhìn rất là thể thao này. Ở hai ống bô này, từ cụm đèn hậu cho đến đèn xi nhan này, đèn lùi này đều riêng biệt, rất là đẹp quý bạn ạ. Với thiết kế này rất là thể thao, option thì lại rất là nhiều, chỉ có ở những chiếc xe Kia. Và với cái dàn lốp đây quý bạn ạ, với cái đồng hồ 1.4 vạn thì cái dàn lốp này còn mới tinh như này đây quý bạn nha. Đấy, xe được sản xuất cuối năm 2020, date lốp là tuần thứ 37 này 2020. Đấy, là dàn đúc rất là đẹp này, chưa có bị xước sát gì. Đấy, dàn lốp rất là dày, dàn lốp mới tinh luôn quý bạn ạ, vì mới lăn bánh được có 1.4 vạn thôi. Đấy, toàn sản xuất là tuần thứ 37 năm 2020 đấy ạ, date lốp đấy ạ. Đấy, là dàn đúc rất là đẹp. Hoa lốp còn rất dày, rất là mới quý vị bạn nhé. Đết lốp tuần thứ 37 năm 2020. Cả 4 lốp này là còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Lốp sơ cua còn chưa hạ cơ, mới tinh. Lát nữa thì tôi quay trong cốp, tôi sẽ giới thiệu cho cái lốp sơ cua. Đấy, quý vị các bạn thấy chưa? Rất là mới, một chiếc xe siêu lướt. Đâu rồi, đết lốp của cái lốp này đâu? Đây, tuần 37 năm 2020 quý vị bạn nhé. Cả dàn lốp còn nguyên bản. Đấy, cửa nóc đầy đủ rồi. Đấy, và thưa với quý vị các bạn, đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố. Thời tiết để ngoài trời nó hơi bóng, không biết là quý vị các bạn có xem rõ không. Đấy, tôi sẽ đọc cho quý bạn nha. Chỉ 7,17 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, 9,89 lít cho 100 km trong khu đô thị. Nếu như chạy ở ngoài đô thị chỉ 5,61 lít thôi quý bạn nha, cũng tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Bây giờ là phần lớn các hãng đưa những cái động cơ thông minh thay đổi, cải tiến cho cái động cơ bình thường ngày trước thành những cái động cơ thông minh để giúp tiết kiệm nhiên liệu. Vì bây giờ xăng dầu nó đắt, gần như là ai đi mua xe cũng quan tâm đến những cái phần nhiên liệu quý bạn nhé.
ở cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị bạn cùng xem nào. Đấy. Từ keo chỉ này là còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Bên ngoài còn chưa có xước sát gì cả, cho nên là bên trong nó còn nguyên bản là cái điều đương nhiên quý vị bạn ạ. Nội thất thì hai màu. Nội thất da được kết hợp với hai màu đỏ và đen, rất là sang trọng quý vị bạn nhé. Đấy. Cụm điều chỉnh lên xuống kính này, gương chiếu hậu gập điện này, đều rất là mới, rất là đẹp quý vị của bạn ạ. Một chiếc xe siêu lướt đấy ạ. Khá là hoàn hảo luôn đấy ạ. Ở cái phiên bản này là phiên bản 2.0 quý vị bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây này. Đấy, chiếc xe này, đây là cái phiên bản Celato 2.0 AT số tự động này, sản xuất tại Việt Nam và sản xuất năm 2020 quý vị bạn nhé. Đấy, sản xuất tại Việt Nam này, sản xuất năm 2020 bởi công ty Trường Hải này. Đấy. Đây là cái tem của nhà sản xuất. Và ở cái phiên bản số tự động 2.0 số tự động phiên bản Premium này thì nó là cái phiên bản đủ hết rồi quý bạn ạ. Xe được trang bị này, ghế nội thất da cao cấp hai màu này, ghế chỉnh điện này, cửa nóc này. Đấy, rất là đầy đủ luôn quý vị các bạn nhé, không còn thiếu một cái gì cả. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cái bộ thảm lót chân và lót sàn 5D này quý vị bạn này. Còn cái bộ thảm nguyên bản của xe còn chưa dùng đến, mới tinh đang để phía cốp sau đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, cũng giống như cánh cửa phía trước thôi, rất là mới, rất là đẹp này. Từ keo chỉ là tôi cam kết với quý vị bạn là nó còn nguyên bản rồi. Bên ngoài còn xước sát nhỏ cơ, cho nên là bên trong còn nguyên bản là điều đương nhiên này. Tắp bi thì rất là mới quý vị bạn nhé. Đấy, tắp bi mới này, từ những cái ốc bản lề này là còn mới tinh luôn. Tại vì chiếc xe này nó siêu lướt cho nên là gần như là một chiếc xe mới quý vị và bạn ạ. Đấy, chưa có dọn dẹp gì đâu, tôi chưa dọn đây, nó hơi bẩn quý vị bạn nhé. Đấy, quý vị bạn nhìn thấy tôi nói có đúng không ạ? Vì là những chiếc xe này mua về là đáng nhẽ là phải đem đi dọn rửa trước rồi tôi mới đem ra tôi quay chụp. Nhưng mà tôi cứ có thế nào thì tôi quay, tôi chụp trước đã, còn lại là tôi sẽ dọn sau. Cho nên là quý vị và các bạn cứ khẳng định là tôi cứ khẳng định luôn là quý vị bạn đến xem xe tại cửa hàng chắc chắn nó sẽ mới, nó đẹp hơn ở cái clip tôi quay đấy ạ. Đấy, nội thất này rất là mới này. Nội thất ghế da đằng sau này rất là ít người ngồi, đây nó hơi bẩn đấy quý vị bạn nhé, cái này là bẩn này. Đấy, bẩn này, chứ còn là chưa có người ngồi mấy ở đằng sau đâu. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option của chiếc xe. Đấy, và Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato này cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi quý vị bạn nhé. Đấy, và ở cái trần này thì nó lại là trần màu đen quý vị bạn ạ, màu đen cho nên là rất là sạch sẽ này, kể cả là có để bẩn nó cũng không bị lộ. Đây, nó cũng bẩn đi quý vị bạn ạ, thật sự với quý vị bạn là nó cũng bẩn, chưa dọn dẹp gì thì nó hơi bẩn một chút này, chứ còn nếu như dọn đi thì nó lại mới lắm đấy ạ. Chưa dọn dẹp thì nó đã đẹp như này rồi. Và tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn đây cái đồng hồ công tơ mét này. Cái đồng hồ này là chúng tôi cam kết là chuẩn 14.000 nhá, tức là 1.4 đấy ạ. Đấy, chủ xe bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn này, cái nhắc bảo hành bảo dưỡng tại hãng này này. Đấy, nhắc tại hãng là bảo dưỡng ở mức 15.000, tức là 1.5 là sẽ đến cái định kỳ bảo dưỡng tiếp theo nhá. Và đây là đang là 14.000, còn khoảng 1.000 nữa là chúng ta bắt đầu lại cho vào hãng để bảo dưỡng. Thực ra cũng chỉ là để thay dầu thôi quý bạn nhé, chứ những chiếc xe mới này thì chưa phải làm gì cả, chỉ có thay dầu thôi. Và vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, từ cruise control kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động ấy, có hết đầy đủ ở trên chiếc Kia Cerato này rồi. Đấy, vô lăng bọc da. Và với cái đồng hồ nó mới như vậy, cái đồng hồ nó chạy ít như vậy, có 1.4 thôi, thì cái vô lăng nó còn mới như thế này này, cần số nó còn mới như thế này này, là cái điều đương nhiên quý vị bạn nhé. Và những chiếc xe siêu lướt này thì chúng tôi không bao giờ chúng tôi tua đồng hồ, vì là còn bảo hành tại hãng, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, cho nên là chúng tôi phải để nguyên. Đấy, và xe thì cũng đã được trang bị là cái màn hình thông minh này rồi, giải trí thông tin đa phương tiện, từ nghe nhạc cho đến tích hợp camera cảm biến camera, rồi thì tất cả các những các ứng dụng bây giờ đều tích hợp ở trên cái màn hình thông minh này rồi quý bạn nhé. Đè nổ start tốt này, điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Đấy, đầy đủ hết option. Và cái tablo này rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, tablo này mới chưa, thì với thiết kế của Kia dành cho chiếc Cerato này là một cái kèo nẹp chrome này, cho đến những cái cửa gió điều hòa cũng bằng chrome, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này rất đẹp và rất là sang cho một chiếc xe Kia Cerato
2.0 phiên bản Premium nhé. Và cái phần này nữa là cái phần rất quan trọng đây quý bạn này, sạc điện thoại không dây. Đấy, sạc điện thoại không dây đã được trang bị ở trên chiếc Serato này rồi. Chỉ cần đặt điện thoại này lên đây là chiếc xe đã được, khi mình đi là đã được điện thoại của mình đã được sạc điện quý bạn nhé. Sạc điện thoại không dây. Đèn này, toàn bộ đèn trần này đều là đèn LED hết quý bạn này. Đèn trần này đều là đèn LED này. Cửa nóc này đầy đủ rồi quý bạn nhé. Ở cái phiên bản này Premium thì là đầy đủ rồi, không còn thiếu cái gì cả. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa, cái cốp sau này lên cho quý vị bạn xem về cái cốp sau nhé. Đấy, cốp sau này, từ những cái tấm thảm chắn cốp sau này cũng đều rất là mới này. Ốc cốp sau rồi keo chỉ này, các thứ là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ cốp sau này còn nguyên hết này. Đấy, và cái phần cốp sau đây quý vị bạn này, đây là cái bộ thảm nguyên bản của xe mà từ lúc mua là xe đã có cái thảm này này, mà chủ xe chưa dùng thế nào này, vẫn còn mới tinh đây quý bạn này. Ở nguyên cái bộ đằng sau xe đây ạ. Đấy là cái thảm lót chân, chủ xe cũng không dùng đến mà cũng không để đồ, cho nên là vẫn cứ vất nguyên ở trong cốp này. Và dưới đây là cái lốp sơ cua đây quý bạn này. Đấy, chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì nhé, cho nên là nó bụi nó bẩn vào đây này, chưa dọn tí nào. Và cái lốp sơ cua này thì còn mới tinh chưa hạ. Lốp sơ cua mới tinh chưa hạ thì cái bộ đồ nghề này nó cũng mới chưa dùng đến này. Đấy, quý vị bạn xem cái lốp sơ cua này, mới tinh nhá, đằng sau này bẩn chưa dọn này. Đấy, chưa có dọn dẹp tí nào luôn quý vị bạn nhá. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị bạn cùng xem này, về cái phần keo chỉ này cũng như là về cái phần tắp bi cánh cửa này đều rất mới này. Nội thất da này nguyên bản này, rất là đẹp. Một chiếc xe siêu lướt thì nó mới mà nó đẹp như vậy đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý bạn cùng xem, cũng được trang bị là bấm tay để mở cửa bên phụ nhé. Đấy, rất là mới luôn quý bạn ạ, tắp đi cánh cửa này. Và đặc biệt ở chiếc xe này nó lại có cả phần khóa túi khí sao này. Đây là cái phần khóa túi khí để khi mà mình không đi đủ người thì mình có thể khóa lại những cái phần túi khí không cần thiết. Đấy, nội thất rất là đẹp. Với 14.000 km thôi, cho nên là vô lăng này, cần số này, tay phanh đều rất là mới quý vị bạn nhé. Và đây là cái phần đặc biệt quan trọng nhất của chiếc xe mà tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó chính là về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Serato phiên bản 2.0 này là một cái khối động cơ xăng DOHC 2.0 lít kết hợp với hộp số tự động quý vị và các bạn nhé. Đấy, và trước tiên tôi vẫn cho quý bạn xem về cái phần ốc cabo. Đấy, ốc cabo này cho đến những cái phần keo chỉ cabo đều là còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhá. Đây là những cái này nó bẩn này, quý bạn thấy là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì, chưa có rửa ráy gì vào cái động cơ này quý bạn nhá. Đấy, từ những cái cabo nó còn bẩn này, nhưng cái phần nỉ này, nỉ tấm nỉ chống nóng cabo còn rất là mới, rất là đẹp đây quý bạn này. Đấy, ốc cabo này là chắc chắn với quý bạn là còn nguyên bản này, cam kết với quý bạn còn nguyên. Tất cả những cái ốc xương đầu này, ốc giảm sóc, ốc tai đều còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhá. Rồi ốc chân máy này, ốc mặt máy đều còn nguyên bản hết. Đấy, tất cả là còn nguyên và còn rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Một cái động cơ mà chúng tôi mua về chúng tôi còn chưa có rửa cơ quý bạn này, chưa có dọn rửa. Chiều nay thì tôi bắt đầu cho đi dọn rửa nhé. Đây, bên trong là còn nguyên lá cây đây quý bạn này. Đấy, lá cây rơi vào này. Đấy, rồi những cái vết bẩn của động cơ này. Đấy, dọn dẹp đi thì cái động cơ này nó không khác gì là cái động cơ mới quý vị các bạn ạ. Đấy, nếu như dọn dẹp đi thì nó không khác gì một cái động cơ mới đâu ạ. Vì chiếc xe này mới có lăn bánh được có 14.000 thôi, gọi là mới hết rốt đa thôi quý bạn nhé. Đấy, từ những cái ốc chân máy này, ốc mặt máy này đều còn nguyên hết này. Đấy, chỉ do bụi bẩn là khi từ năm 2020 đến bây giờ nó bụi bẩn vào thôi quý bạn nhé. Đăng ký cuối năm 2020, chạy 14.000.
Chắc là cứ mỗi một lần bảo dưỡng thay dầu thì được hãng, các anh em hãng thay dầu xong lau qua đi cho một lần ở bên trên được thôi, chứ còn bên dưới này cứ để nguyên, cho nên là chúng tôi về mà chúng tôi bây giờ dọn đi là nó không khác gì một cái động cơ mới đâu quý bạn nhé. Đấy, riêng về cái động cơ hoặc là cả cái xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và động cơ cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết chắc chắn một điều đấy ạ, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm tuyệt đối ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 655 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp quý vị các bạn, chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium 2020 tên tứ nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn chúng tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.